Phòng phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm, trung bình mỗi ngày đón khoảng 80 bệnh nhân đến điều trị. Đa phần bệnh nhân đều tham gia bảo hiểm y tế và họ tin tưởng vào liệu trình điều trị tại đây. Bảo hiểm y tế của tôi thì lại là bảo hiểm hưu trí. Nhà thì ở xa nhưng mà tôi vẫn đến đây để tự vì các bác sĩ cũng nhiệt tình mà cũng nói chung là niềm nở. Không chỉ vậy, với việc triển khai ứng dụng số, công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã tạo thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh và đặc biệt là người dân đi khám chữa bệnh. Không còn sợ quên các loại giấy tờ tùy thân, không còn cảnh xếp hàng dài chờ đợi. Đây là những thay đổi tích cực tại khu vực đăng ký thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian gần đây. Nói chung nó tiện lợi hơn, đỡ phải mang nhiều giấy tờ, với tất cả các thông tin nó nằm trong cái thẻ căn cước này hết. Nên cần gì thì mang cái thẻ căn cước nó tra cái là ra ngay. Ở Thái Nguyên thì đã 100% các cơ sở khám chữa bệnh đều triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân có gắn chip hoặc là ứng dụng VNID và ứng dụng VSSID. Cái ứng dụng này rất thuận lợi cho người dân. Mỗi người dân mà khi mà có sử dụng cái điện thoại thông minh thì chỉ cần mang theo điện thoại thì có thể là đi bất cứ đâu đều có thể khám chữa bệnh bằng cái ứng dụng VSSID hoặc hình ảnh thẻ trên cái ứng dụng VSSID. Đến nay, tài khoản định danh điện tử VNEID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử, trong đó có dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Điều này đã góp phần giảm thủ tục hành chính cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, từ đó nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn.